tử vi tuần mới từ 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe tuần mới này của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tử vi cung Bạch Dương từ 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 tuần này. Bạch Dương đón nhận tin vui cát lành trong tuần khi mà bản mệnh được cắt tinh soi chiếu, đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào thực ra cung hoàng đạo này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra đầu tuần là lúc cát khí vượng tài vận vượng phát bạch dương nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi tết về giữa tuần có điểm báo hao tài cung hoàng đạo này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng tránh chi tiêu hoang phí mua sắm quá độ công việc bận rộn áp lực lớn khiến cho bạch dương nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn phương diện tình cảm không có nhiều tiến triển Cung hoàng đạo này muốn được trao cho niềm hy vọng khi hết lần này tới lần khác phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu, kéo theo những nỗi đau, sợ hãi và tổn thương. Có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được bình yên. 2 Tử Vi Cung Kim Nghiêu từ 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 Kim Nghiêu đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp. Hung tinh chủ về tiểu nhân xuất hiện, đang nhăm nhe bầy mưu quấy phá bản mệnh. Lại thêm họa thị phi, con giáp này dù không làm nhưng dễ phải chịu oan. Bản mệnh mong muốn làm việc đạt hiệu quả cao nhất nhưng lại gặp phải vô số cản trở hiệu quả công việc giảm sút nghiêm trọng. Cung Hoàng đạo này cần phải tự sốc lại tinh thần của mình ngay đi thôi. Mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua nếu không ngừng cố gắng. Về phương diện tài lộc, cung Hoàng đạo này khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia để tăng thêm thu nhập. cả nguồn thu chính phụ đều cùng xuất hiện. Nhưng Kim Ngưu cũng cần thận trọng vào cuối tuần đề phòng có kẻ tiểu nhân nổi tính xấu mối quan hệ tình cảm của cung hoàng đạo này tiến triển khá tốt đẹp vợ chồng hòa thuận không xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau tuy nhiên nếu để nói là tình cảm gắn bó mặn nồng thì cũng chưa tới đâu hãy vun đắp nhiều hơn 3. Tử vi cung song tử từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 hung cát đan sen, bản mệnh công việc bất ổn. Cứ tưởng tìm được cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở. Khiến cho cung hoàng đạo này dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất vận may của mình. Đường tài lộc trong tuần hưng vượng, cung hoàng đạo này có nhiều cơ hội để phát tài thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Trong tuần này người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ nữa. Tử vi hàng tuần nhắc nhở cung hoàng đạo này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian. Đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay, bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến. Vận trình tình duyên khởi sắc, thấy rõ cung hoàng đạo này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó. Năm mạng song tử đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp. 4 tử vi cung cự giải từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 bói tử vi trực tuyến tuần này, cự giải không có nhiều biến động, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá tốt. Bản mệnh đã biết cách để thể hiện năng lực của mình, tùy đôi lúc còn sao nhãng nhưng gây được nhiều ấn tượng tốt với lãnh đạo. Về phương diện tài lộc có xu hướng sụt giảm đáng kể cung hoàng đạo này cần phải xem lại cách chi tiêu của mình đầu tuần tiền về tay không ít nhưng chẳng được bao lâu đã rơi vào cảnh cháy túi bản mệnh nên hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết chỉ vì hứng thú nhất thời vận trình tình duyên của cự giải chẳng mấy êm đẹp đâu cung hoàng đạo này nên cân nhắc lại trước khi có ý định đưa ra bất cứ quyết định nào Đừng vì cô đơn mà vội vàng chọn bừa một ai đó khiến chính bản thân mình cũng như đối phương cùng chịu tổn thương. Ngoài ra, hung tinh chiếu mệnh nhắc nhở cự giải đi lại ngoài đường nên cẩn thận, chớ nhanh ẩu mà va chạm với người khác. Bên cạnh đó khi làm việc cũng phải tập trung, nhất là những người làm việc chân tay có điểm báo họa huyết quang dễ gặp phải tai họa bất ngờ. Năm, Tử Vi Cung Sư Tử từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 Sư Tử diễn ra khá tốt. Tuy nhiên bản mệnh vẫn bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại không hay. Cung Hoàng Đạo này càng cố gắng. Càng giành được nhiều thành công thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại nếu không đề phòng. Đầu tuần, bản mệnh không cẩn thận sẽ dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt cung hoàng đạo này được nhắc nhở chớ nên khoe khoang nhiều về số tiền mình có trong tay cuối tuần sẽ có cơ hội cho sư tử gỡ gạc lại những gì đã mất đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này nhân duyên của sư tử không được tốt có lẽ hung vận lớn phần nào ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này khó mà tìm được người tâm đầu ý hợp với mình bản mệnh cảm thấy buồn phiền khi xung quanh ai cũng có đôi có cặp Tuy nhiên nữ mệnh sư tử vẫn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vận trình tình cảm so với nam mệnh. Cung hoàng đạo này cần phải đưa tay mà nắm giữ hạnh phúc đi thôi, đừng kén cá chọn canh mãi nữa nếu không vẫn cứ cô đơn, lẻ bóng mà thôi. 6 tử vi cung xử nữ từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 xử nữ kiếm được không ít tiền trong tuần này nhưng chi tiêu cũng chẳng phải vừa. Cung hoàng đạo này cần phải tìm cách để hạn chế hao tài. Nếu không tiền kiếm nhiều cũng không còn gì đâu. Đường công danh sự nghiệp cũng không khá hơn. Bản mệnh có thể gặp phải những trở ngại chính mình tạo ra vào thời điểm đầu tuần cung hoàng đạo này thiếu đi động lực làm việc phải chờ tới cuối tuần mới có thể khôi phục lại được phong độ của mình may mắn là có cát tinh chỉ đường dẫn lối giúp cho bản mệnh hiểu được trách nhiệm của mình trong công việc cũng như cuộc sống từ đó giúp cung hoàng đạo này nhìn thấy được tương lai của mình sẽ ra sao nếu như không biết cố gắng nỗ lực và chăm chỉ hơn mỗi ngày vận trình tình cảm không được thuận lợi Mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương đang trải qua nhiều thử thách. Sử nữ nên nhớ rằng tình yêu không dễ gì có được, xây mới khó chứ phá thì dễ. Cung hoàng đạo này để cho mình sống thiếu trách nhiệm là mang tội với chính bản thân mình. 7 Tử Vi Cung Thiên Bình từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 Thiên Bình sẽ có được cát tinh trợ mệnh, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Cung Hoàng Đạo này trong tuần được quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, không còn trần trư hay do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa. Bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại gian khổ khó khăn có thể gặp phải cung hoàng đạo này kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc đâu thành công sẽ sớm đến với thiên bình mà thôi đường tài lộc không được vượng đầu tuần cung hoàng đạo này dễ mất tiền vào những chuyện chẳng đáng thế nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm giúp gia tăng nguồn thu nhập ngay thôi bên cạnh đó Do hung vận đeo bám nên mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn dạ nứt. Cung hoàng đạo này không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên thêm nữa. Tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt được. 8 tử vi cung bảo cạp từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 bảo cạp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự bình ổn trong vận trình tình duyên của mình. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng, hấp tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến quãng đường sau này. Điểm sáng nhất trong tuần này của bảo cạp là đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng cung hoàng đạo này có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến giữa tuần thì vận khí mới dần lên thành công nối tiếp nhau đến không ngừng về phương diện tài lộc của bản mệnh trong tuần tương đối bất ổn đầu tuần là thời điểm tốt để kiếm tiền cung hoàng đạo này nếu có ý định ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh thì nên lựa chọn thời điểm này sau đó về cuối tuần những cơ may tài lộc có thể tan biến chẳng lúc nào hay. Vận trình tình cảm tuần này được cát tinh trợ mệnh, nên người còn độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Duyên trời đã xe, nhưng có nên đôi lứa hay không thì còn phải xem lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bản thân cung hoàng đạo này nữa. 9. Tử vi cung nhân mã từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 về cơ bản là thuận lợi. Tiền bạc của cung hoàng đạo này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Nhân mã có từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ mà thôi. Đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt cung hoàng đạo này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra bên cạnh đó bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn động trước đó nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách tuy nhiên tuần này nhân mã phải đối mặt với hung vận khá lớn mối quan hệ tình cảm của cung hoàng đạo này trải qua nhiều biến động thăng trầm dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những dạn nứt trước đó nhưng không thành hung tinh cảnh báo cung hoàng đạo này về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra bản mệnh đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì 10, tử vi cung ma kết từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 tử vi tuần mới này, ma kết mong muốn có được tình yêu đẹp như trong mộng thì hôm nay cung hoàng đạo này sẽ được thỏa nguyện đó. Đào hoa khởi vượng, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính đến chuyện trăm năm. Tuy nhiên bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc trong chuyện tình cảm là những mối nguy khi có điểm hung tinh ngáng trở vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Kẻ tiểu nhân ganh ghét trước những thành công mà Ma Kết có được. Tất nhiên trong tuần cung hoàng đạo này sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả có được sau bao công sức bỏ ra. Bản mệnh có sự sáng tạo mà không phải ai cũng có được. Không có thành công nào là dễ dàng cả hãy cố gắng phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn tình hình tài chính không được ổn định khi cung hoàng đạo này có tiền hôm trước thì hôm sau đã bị hao tán bản mệnh không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng nên dễ bị lạm chi mua sắm những thứ không thực sự cần thiết 11. Tử vi cung Bảo Bình từ ngày 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 trong tuần tới, Bảo Bình không được xuôn sẻ, thuận lợi. Cung Hoàng đạo này dường như đang đắm chìm đầu đâu nên chẳng thể nào tập trung. Bảo Bình cần nhanh chóng tỉnh táo lại, cơ hội để thăng tiến đã đến rất gần, có tín hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý đến. Nhưng nếu cung hoàng đạo này cứ để tình trạng này tiến triển tiếp thì có lẽ chẳng sớm thì muộn cũng phải trả giá. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là cần phải nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần. Vận tình tài lộc có phần xa sút cung hoàng đạo này sẽ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc đâu. Tiền vào túi khó có thể giữ được toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bản mệnh phải chi tiền ra mới giải quyết ổn thỏa được thôi. Bù lại, vận trình tình duyên của Bảo Bình trong khoảng thời gian này khởi sắc rực rỡ. Đặc biệt là cung hoàng đạo này còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái. Đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân khiến cho bản mệnh trở nên khác biệt. 12, tử vi cung song ngư từ 4 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2024 trong tuần mới, song ngư hung cát đan sen. Cung hoàng đạo này nên thường xuyên chăm sóc cho sức khỏe của mình bởi vì yêu cầu công việc mà cung hoàng đạo này sẽ phải di chuyển khá nhiều, dễ mệt mỏi. Cơ thể có khỏe mạnh, rồi giàu năng lượng thì mới có thể làm tốt mọi việc được. Tuần mới bản mệnh động lực để tiến bước cũng như được chỉ đường dẫn lối để tìm thấy được đường đi, phát triển được những tiềm năng của mình. Tạo ra không gian lớn hơn cho bản mệnh thể hiện khả năng sáng tạo trong công việc. Điểm sáng trong tuần này có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc không ngừng. Có điều cung hoàng đạo này phải chờ đợi một chút, tài lộc chỉ vượng từ giữa tuần trở đi, song chắc chắn bản mệnh phải thất vọng công sức bỏ ra bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng bên cạnh đó song ngư có thể sẽ bất ngờ bởi những niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho mình trong tuần này đó tình yêu không thể đoán trước được nhiều người nói bản mệnh chọn sai nhưng cung hoàng đạo này tin vào quyết định của mình